Trần Như Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình bầu cử tại Hoa Kỳ. Quý vị, coi như là ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ ràng hơn. Thứ nhất là Kamala Harris, phó tổng thống Hoa Kỳ bây giờ, đang trở thành gọi là ứng cử viên đầu hàng đầu của Đảng Dân Chủ trong việc mà ra tranh cử năm 2024. Trong đó thì tất cả giới truyền thông và các thành viên cao cấp của Đảng Dân Chủ đều cho rằng bà ta đã có đủ tất cả các đại biểu đoàn cần thiết để mà theo yêu cầu của đảng và quy định của đảng để ra tranh cử. Tuy nhiên thì cái này là lời nói và phát biểu của các lãnh đạo của Đảng Dân Chủ cũng như là giới truyền thông thôi. Trên quy tắc thì Đảng Dân Chủ vẫn chưa có cuộc bỏ phiếu của đại biểu đoàn chính thức là để cho biết bà này có được bao nhiêu đại biểu đoàn đã đồng ý là hỗ trợ cho bà ta. Tuy nhiên thì đây là phần thông báo của phía Đảng Dân Chủ. Chúng ta tùy theo xem coi cái tình hình đó như thế nào. Tuy nhiên trên mặt diện chính thức thì bà ta sẽ đại diện cho Đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống. Và quý vị, coi như là chính thức và chưa có người đứng chung liên danh với bà ta. Hiện nay có khoảng 6-7 người gì đó được đề tên trong cái liên danh của bà ta. Tuy nhiên thì tới giờ phút này chúng ta chưa biết. Và bà ta đã thực hiện một cái chiến dịch vận động tranh cử đầu tiên ở tiểu bang Wisconsin. Và khởi đầu cho cái cuộc vận động đầu tiên tranh cử này thì quý vị, điều mà tôi nhìn thấy rõ ràng là dường như bà ta không có một cái chương trình, không có một cái proposal, không có một cái kế hoạch nào điều hành đất nước cả. Và trong cái bài nói chuyện của bà ta chỉ vỏn vẹn có 18 phút đồng hồ trong cái cuộc rally đầu tiên tại Wisconsin. Và trong đó hầu hết bà ta sử dụng cái thời gian để tấn công cựu Tổng thống Trump. Và trong sự tấn công này có sự dối trá trong đó. Quý vị, đây là một trong những cái đầu tiên hết, tức là cái chuyến vận động đầu tiên của bà ta trong tính cách là ứng cử viên tổng thống, chứ không phải là đứng chung liên danh. Thì quý vị, đây là những chi tiết mà chúng ta thấy được. Và tôi đưa các cái bản tin cho quý vị thấy để quý vị so sánh là làm việc cho quốc gia và lợi dụng cái cuộc tranh cử này để xây dựng cái tên tuổi cá nhân của mình như thế nào. Quý vị, đây là cái tin tức. Kamala Harris đã bắt đầu vẽ lên một cái hình ảnh gọi là hỗn loạn với lại lòng trắc ẩn tại tiểu bang chiến lược Wisconsin trong cuộc đầu tranh cử đầu tiên trong cái việc mà ra tranh cử tổng thống. Trong đó thì bà ta đặt câu hỏi là hiện nay chúng ta phải sống trong một quốc gia như thế nào? Bà ta đã nói như chúng ta muốn sống trong một quốc gia tự do, có lòng trắc ẩn và pháp luật, hay là một quốc gia đầy hỗn loạn, sợ hãi và thù ghét. Và đó là lời phát biểu của bà ta trong cái cuộc rally này. Và bên cạnh đó thì ngoài cái câu chuyện này ra, thì bà ta mở chiến dịch tấn công một cách dối trá vào cựu Tổng thống Trump. Trong đó thì bà ta đã lên tiếng và nói rằng ông Trump sẽ ban cấm phá thai trên toàn quốc. Quý vị, Harris lại tái nhắc lại lời chỉ trích ông Trump là ông muốn phá thai trên toàn quốc trong cuộc gọi là chiến dịch tranh cử đầu tiên của bà ta kể từ khi mà ông Joe Biden đã rời khỏi cuộc đua. Trong đó thì bà này đã lên tiếng và chúng ta tin rằng cái quyền tự do sẽ ngăn chặn Donald Trump, đặc biệt là vấn đề gọi là ban cấm phá thai, bởi vì chúng ta tin phụ nữ có quyền quyết định trên cơ thể của họ và không phải do chính quyền buộc họ phải làm cái gì. Đây là lời phát biểu của Harris đã nói với đám đông. Trong đó bà ta nói rằng Donald Trump sẽ có thể ban lệnh cấm phá thai trên toàn quốc và tôi và Tổng thống Joe Biden đã có dùng tất cả quyền lực để ngăn chặn chuyện này và tái lập cái quyền tự do của phụ nữ. Quý vị, một sự dối trá rất rõ ràng. Thứ nhất là quý vị, ông Trump không hề làm một điều gì để mà ngăn cấm phá thai kể cả 4 năm dưới triều đại của ông. Thứ hai, ông là người pro sự sống, nhưng ông nói rằng và ông đã khẳng định rất nhiều lần cho tất cả các tin truyền thông mà đám truyền thông này lại không phát xét với lại Kamala Harris. Quý vị thấy rõ ràng là nó có một cái sự gọi là thiên vị cho Kamala Harris. Ông Trump nói rất nhiều lần là quyền phá thai tùy theo mỗi tiểu bang được trả về sau khi mà tối cao pháp viện liên bang đã lật đổ cái phán quyết Roe v. Wade năm 1973 và đem cái quyền phá thai đó trả về cho từng tiểu bang. Mỗi một tiểu bang có tự quyền quyết định phá thai hay không phá thai. Đây là sự nhấn mạnh lại rất nhiều lần của ông Trump.
Ông nói là ông không có đụng tới cái quyền phá thai của phụ nữ. Nhưng bây giờ Kamala Harris cứ suốt ngày là gán nhãn cho ông Trump là sẽ cấm phá thai. Cấm bằng cách nào? Cấm bằng cách nào? Quý vị, do đó mới khởi đầu cho cái chiến dịch tranh cử. Thứ nhất là chúng ta thấy được hai điều. Điều thứ nhất là bà ta chỉ sử dụng cái lần xuất hiện đầu tiên này để mà mở chiến dịch tấn công vào đối thủ chính trị của mình. Đó là cái điều thứ nhất. 18 phút bà ta chửi hết 18 phút rồi. Bà ta không hề nói về những cái kế hoạch gì hết. Và thứ hai, hoàn toàn bà ta không có trong tay bất kỳ một kế hoạch nào để điều hành cuộc máy quốc gia. Từ kinh tế, xã hội, chính trị cho tới vấn đề đối nội, đối ngoại. Chúng ta không thấy gì cả. Trong khi đó quý vị, ngược lại ông Trump mỗi lần xuất hiện trước công chúng thì ông đều trả lời tất cả những câu hỏi của các phóng viên ký giả, và trong đó ông luôn đề cập tới vấn đề liên quan tới cái điều hành quốc gia và luôn nhắc tới những cái vấn nạn mà quốc gia đang gặp. Bất kể kể lúc ông chỉ trích đối thủ hoặc là ông trình bày cái phương cách của ông làm cách nào chấn chỉnh được cái quốc gia giữa lúc quốc gia có nhiều thách thức. Và quý vị, giữa lúc mà Kamala Harris mở màn cái cuộc tranh cử 18 phút phát biểu bằng một cái bài diễn văn chửi ông Trump, thì ngược lại quý vị, ông Trump và Jerry Vance cũng bắt đầu khởi đầu cái chiến dịch tranh cử của họ bằng cách là thảo luận làm cách nào ngăn chặn ma túy vào Hoa Kỳ. Đây là bản tin quý vị. Một lần nữa là ông Trump lại nói rằng là tuyệt đối sẽ tìm cách ngăn chặn những tay trùm ma túy Mexico vào Hoa Kỳ, và nó vẫn nằm trên bàn. Đó là lời phát biểu của cựu Tổng thống Trump. Và trong đó thì cựu Tổng thống Trump nói lần nữa là sẽ nhắm vào các tay trùm ma túy của Mexico, tuyệt đối vẫn nằm trên bàn, và chất fentanyl và tình trạng bị overdose vẫn tiếp tục diễn ra tại Hoa Kỳ. Ông Trump và người đứng chung liên danh với ông là Jerry Vance đã ngồi xuống với đài truyền hình Fox News với chương trình của sứ ngôn viên là Jess Water, trong đó thì thảo luận về cái chính quyền của họ sẽ làm cách nào đối phó với tình trạng mà ma túy xâm nhập ở biên giới, và các cái tay gọi là trùm ma túy vẫn tiếp tục chế tạo và Mexico, ông có nghĩ rằng là ông sẽ mở các cuộc không tập nhắm vào các tay trùm ma túy này hay không? Đó là lời phát biểu của Water đã hỏi, và ông nói rằng ông Trump trả lời absolutely, tức là đương nhiên, chắc chắn Mexico sẽ phải làm việc với chúng tôi một cách nhanh chóng. Và câu trả lời tuyệt đối, họ đã giết 300.000 người mỗi một năm khi mà chất fentanyl xâm nhập vào Hoa Kỳ. Và ông Trump cho biết, ông đã từng nói chuyện với Tập Cận Bình về việc mà án tử hình cho bất kỳ ai mà gửi bất kỳ một cái loại hợp chất nào vào fentanyl. Và Trung Quốc đã có những cái án tử hình cho những kẻ gọi là buôn ma túy, và tôi nói rằng họ là những kẻ buôn ma túy và họ đồng ý với tôi. Họ đồng ý với tôi và họ đã đưa ra những cái án tử hình cho những tên buôn ma túy và trừng phạt những tên này. Và ông nói rằng chúng tôi sẽ làm tiếp tục trong năm 2024 sau cuộc bầu cử. Đây được xem là một trong những cái chi tiết về việc ông Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử của ông sau khi mà ông chính thức được đề cử bởi Đảng Cộng Hòa cùng với lại Jerry Vance. Thì quý vị, chúng ta lấy hai hình ảnh khác nhau. Hình ảnh thứ nhất là của Kamala Harris bên Đảng Dân Chủ vừa được bốc lên. Tôi chưa biết cái sự bốc lên này có được hợp pháp hay không, nhưng mà mở chiến dịch tranh cử là tấn công ông Trump và tìm cách gọi là đe dọa là ông Trump mà thắng cử là sẽ ảnh hưởng tới nền dân chủ, quyền tự do, trong khi chính quyền của bà ta bây giờ đang siết chặt quyền tự do của người khác, chính là chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris thì đang siết chặt quyền tự do của người khác, quyền tự do sử dụng năng lượng, quyền tự do sử dụng tất cả các loại xe cộ, và họ sử dụng rất tinh vi cái sự gọi là siết chặt này. Thì quý vị, trong khi đó ông Trump mở rộng tất cả các cái tự do về thương mại làm ăn, và Kamala Harris thì lợi dụng cái vấn đề môi trường bóp chặt tất cả những cái nguồn năng lượng vốn có của Hoa Kỳ, khiến cho đất nước bây giờ lâm vào tình trạng khó khăn về năng lượng và giá cả năng lượng tăng cao. Chưa kể là họ áp dụng những cái chính sách liên quan tới vấn đề gọi là buộc người ta phải đi xe điện, rồi và một số những cái tiểu bang Blue State là áp dụng cấm người ta sử dụng khí gas trong các cái lò bếp. Thì quý vị, chính quyền nào chuyên chế đe dọa quyền tự do của người khác? Ngay bây giờ, bà ta là phó tổng thống. Trong khi bà ta chụp mũ ngược lại, ông Trump là sẽ siết chặt quyền tự do của phụ nữ. Ông Trump không làm chuyện đó. Ông Trump đã tuyên bố rất nhiều lần là cái quyền phá thai của phụ nữ trả về cho các tiểu bang, mỗi tiểu bang tự quyết định lấy. Nhưng bà ta vẫn gọi là
cố tình gán ghép. Cái này quý vị, nó giống như cái hình thức là gì quý vị? Nếu mà quý vị đã từng bị cộng sản tẩy não, thì quý vị là từng là nạn nhân của cộng sản bị tẩy não, thì quý vị sẽ thấy cái hình ảnh đó giống y chang quý vị. Tức là ra tới ngoài chỉ một cái khuôn đó thôi. Chỉ một cái khuôn đó và chỉ được nói chuyện trong cái khuôn đó thôi, không được nói ngoài cái khuôn đó. Đây là cái cách mà của những kẻ control phía sau Kamala Harris. Bà ta chỉ trả lời theo cái khuôn đó thôi. Bà ta không được phép ra ngoài cái khuôn. Và cái khuôn đó muốn đàn ôm, bà ta cứ tiếp tục gán nhãn và cứ dồi vào đầu người ta. Trump là phá nền dân chủ, Trump là đe dọa tới quyền tự do. Giống như cộng sản nó có đặt cái khuôn sẵn vậy đó quý vị. Còn nít cứ ra là Hồ Chí Minh vĩ đại, Hồ Chí Minh vĩ đại. Nó đặt một cái khuôn như vậy thôi, không được phép nó bên ngoài. Nó y chang như vậy luôn. Và thứ hai, chúng ta nhìn rõ ràng, thay vì bước ra nói rằng ô, tôi sẽ thấy ra ok, tôi sẽ cố gắng làm tất cả mọi việc để giảm đi tất cả những khó khăn của mọi người. Bây giờ mua nhà cũng khó khăn, mướn nhà cũng khó khăn, việc làm cũng là lương không đủ, hoặc là khó kiếm việc làm. Rồi tôi sẽ tìm cách giảm đi tất cả những chi phí khác. Thì quý vị, 18 phút mở đầu cho chiến dịch tranh cử thì toàn là chửi bới, chỉ trích ông Trump, mà không nói rõ tất cả những cái chính sách về điều hành quốc gia như thế nào. Do đó quý vị, tôi nói với quý vị là Kamala Harris không có một cái gì trong tay. Nếu đặt lên bàn cân, bà ta không có cửa với ông Trump. Ông Trump đặt ra chiến lược đàng hoàng, từ chiến lược đối nội, đối ngoại, cho tới những cái vấn nạn mà đất nước Hoa Kỳ đang phải đối diện. Thì quý vị thấy, ngay sau khi mà ông Trump đã chính thức được đề cử bởi Đảng Cộng Hòa cùng với JD Vance, chuyện đầu tiên ông tập trung vào vấn đề chất fentanyl và tình trạng chết overdose tại Hoa Kỳ. Thì quý vị, ông tập trung vào những vấn đề vấn nạn của quốc gia. Fentanyl nó không những tàn phá người dân Hoa Kỳ, mà chính con em quý vị trong nhà đang là nạn nhân của fentanyl. Và quý vị, nó đang xâm nhập qua ngã biên giới gần như vô tội vạ mỗi ngày. Đây là những cái vấn nạn mà chúng ta đang phải đối diện. Quý vị đâu có muốn một ngày đi làm về tự nhiên bệnh viện gọi tới nó là con của bà, ông bà chết vì overdose. Quý vị không muốn. Do đó ông Trump nỗ lực chặn đứng cái tầm tiềm năng tàn phá cái giới trẻ Hoa Kỳ bằng cái chất ma túy fentanyl. Bên cạnh đó quý vị, ông đã nhấn mạnh lại rất nhiều lần. Ngày đầu tiên mà ông nhận chức tổng thống, ông xin phép được độc tài để drill, tức là sẽ khai thác lại tất cả các nguồn năng lượng quốc gia, để giảm tất cả cái giá thành của năng lượng xuống, giá xăng, giá điện, giá gas. Đây là những cái nhu cầu cấp thiết trong đời sống hàng ngày của mọi người. Quý vị, bây giờ ở California quý vị phải trả 4 đồng mấy, 5 đồng cho một gallon xăng, có những cái nơi lên tới 6, 7 đồng. Ở Texas có những nơi lên tới 4 đồng, trung bình là 3 đồng. Trung bình là 3 đồng mấy rồi. Và ở Texas có những nơi lên tới 4 đồng. Lần đầu tiên Texas là cái nơi mà giá xăng lên tới 4 Mỹ Kim. Chưa bao giờ có quý vị. Chúng ta đang trả cái giá năng lượng quá cao. Rồi giá tiền điện ở California bây giờ tăng gấp 3 lần. Tăng gấp 3 lần. Và giá ở Texas giờ cũng tăng lên gấp 2 lần. Quý vị, lúc tôi mua căn nhà ở Texas mà tôi trả tiền điện đó quý vị, là có 16 cent cho 1 kg. 1 kW thôi. Bây giờ quý vị, tôi phải trả lên tới 29 cent cho 1 kW. Tức là giá điện ở Texas đã rẻ rồi đó. Thì quý vị thấy rõ ràng là tất cả giá năng lượng đều cao. Mà giá năng lượng cao nó đẩy tất cả mọi thứ trong xã hội lên cao hết. Ông Tâm, ông nói ngay ngày đầu tiên, ông phải giải quyết hai vấn nạn của Hoa Kỳ. Thứ nhất là năng lượng. Ông sẽ ký xác lệnh cho khai thác lại tất cả các vùng đất liên bang để giảm cái giá năng lượng xuống. Và thứ hai, ông sẽ trục xuất hàng loạt những tên di dân bất hợp pháp. Đó là mass deportation. Thì quý vị, đây là những gì mà ông Trump đang làm và là những vấn nạn của Hoa Kỳ. Ông tập trung vào cái guồng máy quốc gia, điều hành guồng máy quốc gia, làm sao vực dậy nền kinh tế, làm sao giảm đi cái áp lực về tài chính cho mọi người. Quý vị, trong cái bản tin vừa rồi của tôi trong ngày hôm qua, ngày hôm kia đó, giá nhà trung bình bây giờ là 426.000 trên toàn quốc. Trong khi dưới thời của ông Trump,
giá mức nhà trung bình chỉ có 320 ngàn thôi. Bây giờ quý vị phân lời lên tới 7%. Phân lời lên tới 7% mà giá nhà vẫn lên tới 426 ngàn đô la. Tức là tính trung bình trên toàn quốc. Có những nơi như California, New York nhà bạc triệu. Có những nơi rẻ như là ở Louisiana, ở New Mexico thì giá 1-200 ngàn. Thì quý vị, bây giờ tính mức trung bình trên toàn quốc là 426 ngàn. Con số cao như vậy, người dân nào có thể có được giấc mơ làm chủ căn nhà đây, gọi là American Dream đây. Quý vị, đó là những gì mà chúng ta đang đối diện với nước Mỹ bây giờ. Chưa kể những cái đe dọa tới cái quyền lực của nước Mỹ ở bên ngoài. Những đe dọa đó gồm có Nga vẫn tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine. Nhóm Hồi giáo khủng bố cực đoan đang đe dọa tới đồng minh của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông. Bây giờ Do Thái không những đối diện với Hamas, bây giờ mỗi ngày giao tranh với lại phía của Hezbollah và bây giờ còn phải chống lại sự tấn công mỗi ngày của Houthi. Đồng minh của Hoa Kỳ bị đe dọa. Rồi quý vị, tại Á Châu, Trung Quốc đang lăm le, bắt đầu là tìm cách lấn lướt những quốc gia ở xung quanh, đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ và tìm cách gọi là giành ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở tại Á Châu. Kamala Harris làm được cái gì? Với những cái cục thế như vậy, với những cái tình hình của thế giới như vậy, Hoa Kỳ đang dần dần bị uy hiếp về cái chỗ đứng của mình. Kamala Harris làm được cái gì để gây dựng được uy thế của Hoa Kỳ? Điều chúng ta cần là chính sách đối nội làm sao cho cuộc sống người dân trở nên an toàn hơn. An toàn về đời sống, an toàn về cộng đồng. Và chính sách đối ngoại làm sao duy trì Hoa Kỳ vẫn là quốc gia lãnh đạo thế giới. Làm sao vẫn tiếp tục làm việc với lại tất cả các đối tác và đồng minh để kiềm chế những kẻ thù của Hoa Kỳ. Trong đó có Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Hàn. Quý vị nghĩ Kamala Harris đủ sức à? Nhưng mà bây giờ quý vị, nó sử dụng, nó bẻ qua một lối khác. Nó bẻ cuộc tranh cử qua một lối khác. Để mà nó che lấp tất cả những cái mà thiếu kém của họ. Bằng cách là chỉ có tấn công ông Trump, đem những cái chuyện rùa bu khiến đậu, nào là quyền phá thai phụ nữ, quyền giới đồng tính, rồi đi kiss ass cộng đồng da đen, rồi bắt đầu tìm cách tiếp cận giới trẻ bằng cách là xoa dịu, bằng xóa nợ. Trong khi quý vị hỏi giải pháp giải quyết cái bài toán của quốc gia thì mù tịt. Rồi bây giờ cứ đem cái vấn đề dân chủ bị đe dọa lên. Ai đe dọa dân chủ? Ông Trump nói trong cái cuộc rally hôm rồi, tôi đỡ viên đạn đó là viên đạn đang giết nền dân chủ của Hoa Kỳ. Tôi đỡ viên đạn đó cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. Viên đạn ám sát ông Trump. Thì quý vị cho tôi biết đi. Lúc mà Joe Biden tranh cử, có ai đe dọa bắn Joe Biden không? Và có ai đã bắn Joe Biden chưa? Có ai đã bắn Hillary Clinton chưa? Mà ông Trump lại bị bắn. Vậy thì ai đe dọa nền dân chủ này? Nói tôi nghe đi, thực tế. Ông Trump lúc ra tranh cử năm 2016 với bà Hillary, và lúc mà ổng thắng cử cho đến lúc ổng điều hành cuộc máy quốc gia, từ Hillary cho tới Joe Biden, có ai đã từng bị bắn chưa? Trong khi ông Trump chính là nạn nhân bị ám sát hụt. Thì quý vị, ai đe dọa tới nền dân chủ bằng bạo lực đây? Và ai đe dọa tới nền dân chủ bằng sự gọi là hỗn loạn và gây bất ổn này? Trong khi đó quý vị, họ lại chụp mũ lại cho ông Trump. Đây là cái khuôn sáo của đảng Dân Chủ đặt ra. Nó là một cái cương lĩnh của đảng Dân Chủ đặt ra, giống như cương lĩnh của Cộng sản. Nó đặt ra cái cương lĩnh nào là Hồ Chí Minh là vĩ đại, Võ Nguyên Giáp là vĩ đại, Mỹ là đế quốc. Thì suốt ngày nó chỉ có bất kỳ một tên cán bộ đảng viên nào cũng chỉ nói những lời đó thôi. Không nói ngoài được. Thì bây giờ đảng Dân Chủ nó cũng một cái cương lĩnh như vậy. Trump là đe dọa nền Dân Chủ. Trump là cướp đi quyền tự do người khác. Trump là một kẻ độc tài. Nó chỉ có một cái khuôn sáo đó thôi. Nó đi tới đâu nó chỉ phun ra được như đó thôi. Còn nếu quý vị hỏi chuyện khác là nó cười trừ. Mù tịt. Đây là cái trò của đảng Dân Chủ, copy y trang Cộng sản. Copy y trang của Cộng sản là đặt ra cái khuôn cương lĩnh. Bất kỳ một đảng viên nào ra cũng chỉ nói có đó, như đó thôi. Không nói hơn được. Đây là cương lĩnh của họ. Do đó quý vị, chúng ta không lạ lắm khi
Kamala Harris 18 phút đầu tiên. Thay vì xuất hiện ra nói về vấn nạn của quốc gia, nói về phương cách giải quyết, thì sử dụng 18 phút đó tấn công ông Trump. Thì quý vị, điều này cho thấy rõ ràng là gì? Họ không có một cái kế hoạch nào hết. Sau khi Joe Biden rút lui, họ lật đật đưa Kamala Harris ra để mà chấn chỉnh lại cái sự chia rẽ trong đảng. Và do đó quý vị, họ lấp liếm. Cho tới giờ phút này, đảng Dân Chủ đã có cuộc bỏ phiếu chính thức của đại biểu đoàn để chọn ra người ứng cử viên chưa? Chưa có. Nhưng mà họ đã tung tin ra và các cái công ty truyền thông cánh tả đăng lại là Kamala Harris đã đạt được hơn phân nửa đại biểu đoàn, vân vân và vân vân. Con số ở đâu? Chính thức ở đâu? Trong khi họ chưa tổ chức một cuộc bỏ phiếu của đại biểu đoàn. Thì quý vị, những tin tức này họ tung ra để lấp liếm mà thôi. Để lấp liếm và khẳng định rằng chúng ta đã có ứng cử viên thay thế ông Joe Biden là bà Kamala Harris. Quý vị, đây là cái trò của đảng Dân Chủ. Cho tới mức mà Black Lives Matter họ khiếu nại đó. Họ là đồng minh của Kamala Harris năm 2020. Kamala Harris đã bỏ rất nhiều tiền tranh cử của mình để bèo đám Black Lives Matter ra. Bây giờ nó khiếu nại đó. Nó nói, no, chúng ta là một cái xã hội do người dân bỏ phiếu. Các cái tay đại biểu đoàn đâu phải là trùm của chúng tôi đâu. Mà quý vị, để cho đại biểu đoàn bỏ phiếu, quý vị phải tổ chức lại cuộc bầu cử sơ bộ đàng hoàng. Đó, Black Lives Matter lên tiếng đó quý vị. Thì cái điều này cho thấy rõ ràng là gì quý vị? Đảng Dân Chủ đang lấp liếm. Họ đang vi phạm quy tắc dân chủ. Cho tới khi nào có đại biểu đoàn bỏ phiếu, xác nhận phiếu của đại biểu đoàn là bỏ cho Kamala Harris, lúc đó mới là chính thức. Lúc đó mới là chính thức. Còn bây giờ quý vị, họ chỉ tung tin ra thôi. Không có một chứng từ nào chứng minh rằng bà ta đã được bỏ phiếu cả. Trong khi 99% đều bỏ phiếu cho Joe Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ vừa rồi. Nhưng mà họ vẫn tung tin ra, và những công ty truyền thông CNN, MSNBC cho tới ABC đều lấp liếm hết. Đều lấp liếm cho rằng, bà ta đã quá được hơn phân nửa đại biểu đoàn đồng ý rồi. Và quý vị, chúng ta có thấy chứng từ nào đâu? Chỉ là ngôn ngữ của họ nói ra thôi. Chúng ta đâu thấy một văn bản nào đâu. Do đó quý vị, lần này là chúng ta thấy rõ hai bên tranh cử như thế nào. Một bên đi đâu ra đó đàng hoàng. Có đại hội, tổ chức xong rồi, chọn ứng cử viên rồi, và chính thức rồi. Và ứng cử viên khi tranh cử nói về điều gì? Họ nhấn mạnh cái mục tiêu tranh cử của họ là cái gì? Một bên thì gì quý vị? Lấp liếm, rút ngựa giữa chừng. Rồi bây giờ lấp liếm bằng cách là tung và các cái tin ra để mà che lấp cái sự chia rẽ trong nội bộ. Rồi mở chiến dịch tấn công đối thủ bên đây. Quý vị nhìn thấy hai hình ảnh tranh cử đều khác nhau. Hai hình ảnh tranh cử đều khác nhau. Vậy thì câu hỏi đặt ra, quý vị cho tôi biết ai làm việc cho quốc gia và ai làm việc cho phe nhóm và đảng phái đây. Nước Mỹ 330 triệu dân. Có phải 330 triệu dân này đều là phụ nữ không? Và 330 triệu dân này đều là đồng tính không? Hay là có những màu sắc khác? Tại sao không làm việc chung cho tất cả các sắc dân của quốc gia mà chỉ tập trung vào một thiểu số cộng đồng? Quý vị nhìn, đưa lên bàn cân, quý vị nhìn thấy đi. Là quý vị thấy được lá phiếu quý vị bầu cho ai vào ngày 5 tây tháng 11 sắp tới rồi. Mặc dù rằng ngày hôm qua đưa ra, tôi đã từng nói quý vị là Reuters Ipsos đưa ra Kamala Harris gác ông Trump 2 điểm. Và ngày mai tới MSNBC, tới CNN hay là tới Washington Post v.v. Quý vị, đây là cái trò của đảng Dân Chủ. Thứ nhất là họ dùng một cái cương lĩnh duy nhất là tấn công mạt sát ông Trump. Gán nhãn và ghi hình ảnh ông Trump một cách tệ hại, gọi là chiến dịch tẩy não đó. Đi đâu cũng 10 người, hết 10 người đều nói chung một cái ngôn ngữ đó. Và thứ hai, họ không hề có một chiến lược nào cả. Họ lấp liếm bằng cách đưa qua một vấn đề khác. Họ lấp liếm bằng cách chúng tôi đang tranh đấu cho xã hội công bằng về công lý xã hội, về công lý môi trường. Quý vị, điều hành quốc gia chỉ tranh đấu cho cái này thôi à. Rồi cả quần máy quốc gia về kinh tế như thế nào, thế lực của quốc gia trên thế giới như thế nào. Mà điều hành quốc gia bằng công lý xã hội với công lý môi trường.
quý vị đặt lên trên bàn cân, quý vị sẽ nhìn thấy ai là kẻ làm việc cho quốc gia. Và chúng ta thấy rõ ràng là lần này tại sao dân chúng Hoa Kỳ nghiêng về phía hữu nhiều. Họ nhận ra được. Họ nhận ra được là đám cánh tả và đám dân chủ gần như đã đi xa rời dân chúng. Nó không còn bám sát cuộc sống của người dân nữa. Và nó chỉ muốn ngồi trên ở trên và chuyên chế cai trị người dân nhiều hơn. Đây chính là cái bản chất của đảng dân chủ bây giờ. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Hy vọng rằng bài nói chuyện này cho quý vị thấy được những cái hình ảnh rất rõ nét về cuộc tranh cử của hai bên. Để quý vị có thể tự mình phân tích lấy và tự mình xem lấy là ai là người quý vị chọn trong cương vị lãnh đạo quốc gia vào ngày 5 tháng 11 sắp tới. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!